Định Thành, Bảo Minh lắc vô trong. Wow, cú đi vào trung lộ dứt điểm ở ngoài của Hồ Bảo Minh. Hello anh em, và một buổi chiều tại sân TPG Arena. Trời chiều xuống đẹp quá. Hôm nay có một trận banh với lại mấy anh em gọi Hades. Này Hades áo hồng nha anh em. Sẵn khoe luôn. Chiếc áo Chivilla. Đây, chiếc áo Chivilla. Áo mình thường mỗi lần lên sân mình thường hay mặc đồ di chuyển lên sân như thế này, chứ mình không có mặc đồ đá banh trước ở nhà. Thì hy vọng là anh em cũng có thói quen giống như mình ha. Mua một áo di chuyển mặc đi lên sân xong mới thay đồ. Đồ đá banh là đồ đá banh, còn đồ để mặc di chuyển là đồ mặc di chuyển. Hello, trời, Đinh Thành. Sao Đinh Thành lên trễ vậy? Chạy xe quá hả? Nãy giờ ngoài kia thấy chạy xe quá trời. Ồ, mặc đồ đi làm đồ. Và đó, thì anh em thấy áo Chivilla ha. Nếu anh em nào muốn sở hữu chiếc áo này thì ủng hộ mình, link phần mô tả nha. Đó. Và cùng xem trong sân có những ai nào. Khánh Bèo, Hồ Biết Chung, Lê Duy Minh, Lê Sơn, Trình Canh Cú Tê. Trình Canh Tê á. Môn Hồng Xù. Và phía bên kia rất nhiều các bạn u 7-8 tuổi đá banh rất là vui nhộn phía bên kia. Còn anh Tin hôm nay nghe nói bị đau chân rồi không có đá, thay quần cả bộ. Tinh Thành mới kêu đang chuẩn bị thay quần kìa. ok rồi, đội bạn thì mặc áo vàng bên kia thấy cũng vừa đủ người. Bên mình đã vắng rồi, đội bạn còn vắng hơn nữa. Trọng tài thì mặc áo bít xanh phía bên kia. Đây, dớ này bữa giờ mình cũng có nói với anh em rồi ha. Ai mua dớ giống mình thì link phần mô tả. Cả chiếc áo Chivilla ở đây luôn nha. Đó, anh em thấy áo Chivilla không? Đó. Lê Duy Minh. Hai chân băng gối luôn. Nắng chiều xuống kìa, nắng chiều xuống kìa. Cướp được bóng, Hồ Biết Chung. Nhìn cho Khánh Bèo. Chị ngang. Violet. Cú đá lên trời. Tinh Thành chưa vô đi. Còn đứng khởi động hoài, lắc mông đồ. Vậy đẹp quá ta. Tóc đẹp nữa trời. Mình có nhờ Đinh Thành đeo camera POV lên đầu để quay trận thi đấu ngày hôm nay, nhưng mà anh ấy từ chối. Khánh Bèo. Pha giữ bóng bất cẩn Khánh Bèo. Thua một trái. Ủa? Trúng cột. Xích tí Khánh Bèo báo rồi. Đội bạn là đá ngay cột dọc. Cơ hội. Vẫn chưa dứt điểm. Cú sút đây rồi. Dội chân Khánh Bèo. Chân ra ngoài. Cú đá trúng của Lê Sơn. Ôi, vào luôn. Cú dứt điểm cầu may, nhưng bóng vẫn qua tay của Hồng Xù. Có vẻ Hồng Xù sẽ cần phải cao hơn vài cm nữa mới đỡ được pha bóng đó. Phân tích lỗi cho bàn thắng này xíu nhé. Lê Duy Minh đỡ bóng hỏng, cầu thủ đội bạn thì dứt điểm đại. Hùng Xù thì chiều cao khá là hạn chế để đỡ được quả bóng này. Tóm lại, đây cũng là một bàn thắng khá may mắn cho đội bạn. Khánh Bèo bảo vệ bóng rất tốt.
tướng chắc vây đè liên tục. Cú sút xa, tiếp tục cú sút nữa chăng? Chưa có cú dứt điểm, chỉ ngang. Ôi, không đá vô gôn mà đá ngay đúng chỗ Hồng Xù. Hồng Xù thì đứng ở ngoài gôn, vậy cũng bắt được nữa. Khó tin mà. Tinh Thành vừa nói đá gì giống như không biết đá banh gì trời. Ý nói mấy anh em ở Hồng đó nha, coi sao đá đàng hoàng đi. Lê Sơn, Thánh Bèo đổi cánh, giờ là Lê Duy Minh. Điều chuyền ngang ship bị cắt. Lê Duy Minh, Giales chuyền lên cho Hồ Viết Chung, không được rồi. Thánh Bèo, đường truyền lên của Khánh Bèo không thành công. Ồ, cầu này lạ nè. Số 21. Đây là Hồ Bảo Minh, sinh viên năm cuối và cũng là cầu thủ của trường Đại học Văn Lang, đệ ruột của Đinh Thành và cũng sẽ là thành viên mới của team Hades. Bạn Đinh Thành. Thành bóp tên gì anh? Minh nó lên biên tốt rồi đấy. Gì Minh vậy? Hồ Bảo Minh. Ghê vậy, tưởng Lê Bảo Minh chứ. Điện chuyền dài lên cho Hồ Viết Chung và giữ được banh rồi, may quá. Tưởng đầu củi đến nỗi không giữ được quả đó chứ. Mất bệnh. Hai đội đá giằng co nãy giờ vui quá. Và cắt bóng của Khánh Bèo. Hồ Viết Chung chuyền về. Hồ Bảo Minh, cú sút xa, cú dứt điểm khá chính xác của gôn bên này nè chứ phải gôn kia đâu. Gôn này nè, đứng trước bóng là Trình Canh Tê và Khánh Bèo. Ai sẽ là người dứt điểm đây? Cú dứt điểm kỹ thuật của Trình Canh Tê. Hùng Môn đã cản phá được cú sút vừa rồi. Anh em thấy hay thì like, đăng ký kênh nhé. Phạt góc cho cầu thủ áo hồng. Hồ Bảo Minh dứt điểm. Tiếp tục một cú dứt điểm nữa của cầu thủ Hades nhưng vẫn chưa có bàn gỡ. Và bức tường rất tốt của thủ áo vàng ở diện Hùng Xù. Cú dứt điểm ra ngoài. Khánh Bèo, cài đè tốt. Ta che đứng vô, trời ơi. Đội bạn có vẻ quạo rồi, vui vẻ không quạo. Lê Duy Minh cứu dứt điểm ngay mặt Khánh Bèo. Đội bạn đã lên được thêm 4 cầu nữa. Khánh Bèo dứt điểm kỹ thuật không vào. Wow, đúng vị trí của Hồng Xù. Hồ Bảo Minh, mọi người rất hay. Chặt khe lên cho Giales, chuyền lên cho Hồ Viết Chung, dứt điểm. Tiếp tục chúng thủ môn. Chưa có bàn thắng gỡ hòa cho cầu thủ áo hồng. Cú dứt điểm của Hồ Viết Chung. Và trước đó là hai pha qua người liên tiếp rất hay của Hồ Bảo Minh. Và giờ là pha đá phạt góc. Chà, quên đầu của anh Giales và bóng lên trong chân Khánh Bèo. Lắc trong dứt điểm không thành công. Thành công. Khánh Bèo đã về hỗ trợ kịp thời. Sau đó cú dứt điểm không đủ hiểm để Hồ Bảo Minh. Đi gì nữa, qua hai cầu. Hay quá. Giales. Rồi, trả banh giao Gunta luôn.
nhìn Khánh Bèo có vẻ bất lực phía trên rồi. Ở trong đang thiếu một thủ lĩnh kìa, coi sao đi chứ hả. Lê Duy Minh, Khánh Bèo, Lê Anh Banh rất tốc độ, chân trái chăng, cú dứt điểm chân trái, vẫn chưa thể hạ gục được thủ môn áo đỏ bên kia. Để được banh rồi, Khánh Bèo, cầm lỗi. Đèn nhĩa nhĩa rồi. Thì bạn coi. Thiếu chút nữa. Liếm xa ngang. Rồi, Đình Thành đã vào rồi. Thế cho anh Gialet. Tuyến giữa đã được củng cố rồi. Coi có gỡ được không đây. Gánh đi Thành ơi. Quyết định đi luôn ghê thiệt. Ảnh mày chẹp thịt. Đình Thanh. Lê Duy Minh. Đình Thanh. Mất banh nguy hiểm quá. Trời ơi. Vào. Và mất bóng của Đình Thanh. Và cú dứt điểm rất tốt. Hùng Xù bó tay luôn rồi. Phân tích lỗi cho bàn thắng này tiếp nha. Đình Thanh để mất bóng ở vị trí nguy hiểm, phía sau không có người bọc lót nên dẫn đến bàn thua. Cú dứt điểm của đội bạn thì rất tốt, bóng đi hiểm sát cột dọc. Và nếu anh em thấy thích kiểu phân tích lỗi bàn thua như mình đang làm như thế này thì comment cho mình biết với nhé. Thua hai trái. Mới vô chưa gánh được mà còn báo thêm trái nữa rồi. Cấp tình ơi, cấp tình. Không sao đâu, lâu lâu Đình Thanh sơ sẩy tí, lát gỡ lại mấy hồi. Làm lại đây. Hồ Bảo Minh. Đình Thanh. Đình Thanh. Bảo Minh. Tiếng xe lửa đang chạy ngoài kia. Chị dọc cánh lên trên cánh tới. Khánh Bèo. Vẫn còn. Đội bạn rất khỏe. Dứt điểm. Rồi bên này bạn ơi. Đường cho ke đã bị Lê Minh bắt bay. Rồi Đình Thanh xích xa. Lại trúng vào một ai đó, văng ra. Tiếp tục là Hồ Viết Chung. Xin cách tê. Wow, cú vô lê của Hồ Bảo Minh. Vẫn còn, ok, Trịnh Cát Tê lên nào, 3-3. Khánh Bèo, trả về Trịnh Cát Tê. Cú dứt điểm vẫn chưa ngon, thêm một cú dứt điểm nữa. Wow, thủ môn đội bạn tốt quá, sút hoài không vô trời. Đẩy được, Hồ Bảo Minh. Chuyển ngang, Khánh Bèo. Chuyển về cho Đình Thanh. Tiếp tục một cú dứt điểm của cầu thủ áo hồng. Khánh Bèo. Khống chế và cài đè rất tốt. Nhưng đường chuyền về không thành công. Và đi bóng rất tốc độ. Chuyển ngang. Wow. Cú dứt điểm cận thành. Đưa bóng lên trời. Chà. Và bật tường lên. Hồ Viết Chung. Wow. Pha đá kỹ thuật. Đình Thanh. Chuyền dài lên cho Khánh Bèo. Giữ bóng. Bước 1.
vẫn là sự xuất sắc của thủ môn áo đỏ bên kia. Và trọng tài vừa thổi kết thúc hiệp 1 rồi. Tấn công quá trời, không đá vô lưới. Đội bạn đá vô mấy trái là vô hết mấy trái luôn. Và xíu tí là thua tới 3 trái. Chân vẫn còn đau mà chưa thẳng được. Đi cà nhắc này. Nói chung là duyên lắm mà không được đá. Buồn quá trời buồn luôn. Thôi, thời gian này anh em xem anh em Hades, GMB và một số đội anh khác của mình đá nha. Và sẽ là một khoảng thời gian dài không có ra sân banh được. Và ở nhà tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng thôi. Hy vọng là phẫu thuật thành công và chân sẽ sớm khỏe trở lại. Vẫn cố gắng ra sân và quay clip cho anh em xem nhé. Hay ok thì nhớ like đăng ký kênh cho kênh của mình nha. Và vẫn bị gác trước hai quả. Tinh thần Khánh Bèo trả về. Đình Thành, cú sút rất mạnh của Đình Thành. Và một cầu thủ áo vàng nằm sân, cú sút rất mạnh ngay bụng chăng. Bật bóng, Khánh Bèo, Đình Thành, không vào. Pha cướp bóng và chuyền của Khánh Bèo cho Đình Thành. Thủ môn đội bạn vẫn rất xuất sắc. Bảo Minh, Đình Thành chuyển lên cho Hắc Tế Quang, không thành công, vẫn không có dứt điểm. Lại mất bóng nguy hiểm, vẫn còn Đình Thành ở đây. Chích bóng kỹ thuật đồ. Lê Duy Minh điều bóng tốc độ. Không qua được. Đội bạn đã có một pha slide rất tốt. Từ từ. Kiểm soát thế trận mà không có bàn thắng ta. Đội bạn hầu như không lên banh được pha nào luôn á. Hồ Bảo Minh qua người rất hay. Pha bước 1 chuyển hướng rất tốt. Dứt điểm. Cú sút rất tốt nhưng thủ môn vẫn rất tốt. Đỡ không nổi luôn. Khánh Bèo đánh đầu. Vào. Cú đá bồi của Hồ Bảo Minh. Đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trước đó là cú đánh đầu Khánh Bèo. Chà, anh em Hades chơi tạt cánh đánh đầu cho Khánh Bèo ngon hả ta. Anh em có thể thấy ở đây, lỗi do hai hậu vệ đội bạn đã không theo sát Khánh Bèo và Bảo Minh để cho Khánh Bèo thoải mái bật cao đánh đầu. Còn Hồ Bảo Minh thì cũng rất nhạy bén khi đánh hơi tình huống bóng 2 và đá bồi ghi bàn. Anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nhé. Đình Thành, Minh, Lê Duy Minh, Đình Thành, chuyển giữa, Tế Quang, chuyển cho Hồ Bảo Minh, dứt điểm. Một cú đi dọc biên dứt điểm của nãy giờ mà thủ môn áo đỏ không xuất sắc là gỡ từ lâu rồi. Đình Thành, Đình Thành, một cú đắt lòng của Đình Thành. Quay nãy báo trái giờ gỡ được rồi nha. Hai đều và phối hợp giữa Khánh Bèo và Đình Thành. Quá hay. Ghê. Nãy mới vô chưa khởi động báo trái gỡ là được rồi. Lỗi tình huống này là do cầu số 6 theo Đinh Thành ban đầu đã bỏ người. Khánh Bèo thì đã có pha cài đè vào tường tốt, loại bỏ hoàn toàn chung về đội bạn. Còn cú dứt điểm cuối của Đinh Thành thì quá tốt rồi, không phải bàn nữa. Và anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nhé. Cơ hội nâng tỷ số lên. Sút ngay. Chúng mong cá thủ áo vàng. Chúng mong hàng rào văng ra. Hai cú dứt điểm của Đình Thành nãy giờ chưa qua được hàng rào.
đá dung thành hoài ta. Hay dữ trời. Trên sân có 6 khung thành nhỏ xung quanh. Khung thành lớn không đá vô, đá vô khung thành nhỏ không. Thấy thấy Bèo có vẻ to cao khỏe quá, phải vô sao mạnh mạnh vậy đó. Ừ, chỗ này ngon nè. Chỗ này chân phải mới ngon nè. Thằng anh Bèo to khỏe nó đè nên người ta phải đá mạnh thôi. Giữ bóng là Đinh Thanh. Tiếp tục vào mông của các cầu thủ hàng rào. Đường trả về Khánh Bèo cho Lê Duy Minh không thành công. Hơi gãy tí xíu. Vẫn đang hòa hai đều. Bực tươi. Chà, không có lỗi. Chuyền ngang. Ồ, Trình Canh Tê bắt bài tốt. Tiếp tục một cú đá vô đích. Các cầu thủ đứng hàng rào. Dạ, và cứu bóng rất tốt của HT Quang. Giờ là Hồ Bảo Minh. Đình Thanh. HT Quang. Chuyền ngang cho Hồ Bảo Minh. Dứt điểm. Không vào. Cú dứt điểm. Lê Duy Minh. Không vào. Cú dứt điểm của Lê Duy Minh. Một pha dốc tốc độ thẳng vào trung lộ và dứt điểm. Điều chuyền lên Khánh Bèo. Tiếp tục phạm lỗi. Khánh Bèo bảo vệ banh tốt quá mà. Phải đá sau thôi. Cơ hội tốt cho Đinh Thanh. Ê chà, trọng tài đang cởi áo kìa. Chắc do áo vàng phía trong của trọng tài dễ gây nhầm lẫn. Trọng tài phải thay áo rồi. Anh em sợ lộn. Một tình huống khá là ngộ nghĩnh diễn ra trên sân bóng. Anh em thấy thú vị thì nhớ like cho video clip này nha. Ăn đê. Trời ơi, nãy giờ đá mông như hàng rào không nè. Đó, bước vào Nghĩa coi có lỗ không nè. Xong bước về nè. Đó, bước qua Nghĩa cái nữa nè. Rồi. Đá trúng vị trí thủ môn. Đinh Thanh. Khánh Bèo. Hay quá vậy. Ủa, Bèo đâu rồi? Đây. Hay quá Bèo ơi. 3-2. Pha ném biên nhanh của Hồ Bảo Minh. Đây, lỗi pha bóng này nè, anh em nhìn thấy nè. Khánh Bèo đi vô, trung vệ đi theo. Sau đó Khánh Bèo gặt lại, có khoảng trống và đách qua người, dứt điểm đi bàn. Về cơ bản thì đây cũng là một pha xử lý hay và phối hợp tốt giữa Khánh Bèo với lại Hồ Bảo Minh. Bàn dẫn trước. Tiếp tục là một pha đá sâu của các cầu thủ áo vàng với Khánh Bèo. Phạm lỗi rồi. Sau đừng miết. Phải thôi chứ giờ nó đè tốt qua phải đá nó mạnh chứ sao vậy. Chịu thôi Bèo ơi, ráng lấy phạt thôi chứ sao giờ Bèo. Nè, tạt cánh đánh đầu nè. Cú dứt ngay của Đinh Thành. Giờ phòng ngự thôi. Ôi Đinh Thành giờ lên cao vậy. Có Trình Canh Tê ở dưới nè. HT Quang cản rất tốt. Giờ Đinh Thanh. Chuyền ngang cho Hồ Bảo Minh. Đặt vô chính diện, dứt điểm. Thủ môn đã bắt gọn quả bóng vừa rồi. Yeah, một cú sút qua sân bên kia. Hồ Bảo Minh đặt cho trung lộ, mất bóng rồi. Vẫn còn Đinh Thành ở đây. Đinh Thành chuyền lên cho Khánh Bèo. Trả về tiếng hai. Dứt điểm. Cú sút hơi tẹt của Đinh Thành. Đưa chuyền Lê Minh.
tiếp tục đá về. Chuyền dài lên của Hùng Su, giờ là Đinh Thành. Vẫn còn Khách Tây Hoàng. Sút ngay. Không phải dứt điểm mà là cú đá do Khánh Bèo. Mà một cú dứt điểm của Khánh Bèo trúng sang ngang. Thổ Bèo ơi. Không biết là Hắc Tây Quang trái đó truyền cho Khánh Bèo hay là dứt điểm luôn nữa. Khánh Bèo. 1-1. Bạn ơi. Không có phạm lỗi. Bánh mì kẹp thịt rồi Bèo ơi. Đình Thành. Bảo Minh lắc vô trong. Wow. Cú đi vào trung lộ dứt điểm ở ngoài của Hồ Bảo Minh. 4-2. Pha này khá đau đấy. Dứt điểm té luôn. Sau một hồi cũng đã có lại 4 bàn thắng liên tiếp này. Ghét người ta. Lỗi pha bóng này là do cầu thủ đội bạn để mất bóng ở vị trí giữa sân, tạo tình huống 3-1 rất chống trả cho team Hades. Pha xử lý qua người và dứt điểm của Hồ Bảo Minh cũng rất nhanh, đội bạn theo rất rác và nguy hiểm. Nhưng may mà Hồ Bảo Minh cũng không bị gì cả, vẫn có thể dứt điểm và ghi bàn. Anh em thấy hay thì like cho Hồ Bảo Minh nhé. Đình Thành. Chết tôi. Ok. Hay quá vậy, chỉ gót đồ. Chà, số 7 này vẫn cố gắng dí dữ. Đường phất dài của Thành lên mà tới tay thủ môn luôn. Violet. Qua được luôn, ghê thiệt. Vậy qua được luôn hả? Đinh Thành. Violet đá ít. Trời. Gãy luôn. Gì vậy gì ơi. Phản công. 3-2 rồi. Ôi. Phạm lỗi. Ủa, hồi nãy con pha ở đây rồi đúng không? Sút luôn. Chà, ngay sang ngang. Chị ngang. Không qua tay Hùng Sù. Không có phạm lỗi. Quyết điểm vị trí Hùng Sù. Khánh Bèo. Chị ngang. Hồ Bích Chôn. Dứt điểm. Không vào. Sắp hết giờ rồi anh em ơi. Cú dứt điểm lên trời. Đờ phô khó đá quá hả? Mình vô trung vệ thay cho Trình Canh Tê. Trình Canh Tê bị đau rồi. Chưa. Đá được luôn hả? Trời ơi. Thủ môn vẫn rất tốt. Còn cú dứt điểm của Hồ Bảo Minh trong tình huống này thì quá hiền. Đình Thành. Hồ Bảo Minh. Khánh Bèo. Qua người hay. Trời, giờ còn không ăn nữa rồi thôi. Khung thành rộng mở rồi. 5-2. Chúng ta có thể thấy ở đây hai cầu theo kèm Khánh Bèo theo người khá là hờ hững để cho qua người khá dễ dàng. Tiếp theo là cầu thủ áo bít vàng cũng không bọc lót cho trung vệ, để Hồ Bảo Minh một mình đối diện thủ môn và dứt điểm thoải mái ghi bàn. Hết giờ. Thắng 5-2. Kệ á, hay ta, vô báo trái xong rồi trả lại liền ha. Ghê vậy. Kệ á. Kệ đó. Ủa, nay em ghi mấy trái? Dạ, 3 trái. Gì, ghi 3 trái luôn hả? Chù, Hades này bổ sung nhân lực ngon á ta. Ủa, sao vậy? Vụ gì? Tập cái bụng quá. Lấy dễ quá, không ghi bàn chứ. Sao?
còn tâm lại tâm trạng tập cơ bụng được nữa hay dữ ta. Tập được cuối tuần đó giải Đồng Hương. Ồ, ghê thiệt. Hiệp 1 bị ghét 2-0, hiệp 2 trả lại cho 5 trái banh, thắng 5-2 nha anh em ha. Là bạn phút sau lên cũng đông, nhưng mà hiệp 2 thì anh em đá kỹ lưỡng hơn nên là có chiến thắng. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Và chấn thương vẫn còn dài và vẫn chưa thể trở lại được đâu nha. Tuần này nữa là mình mổ rồi, sau clip này là mình mổ chân rồi, thì anh em sẽ bắt đầu cùng với cái hành trình mới của mình, hành trình trở lại với bóng đá. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Mình Phạm Thi, chào, gặp lại, bye bye.